Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tý Long. Lại là tôi, là Tý Long, kiện tướng quốc gia. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn hiểu rõ và sâu sắc về nguyên lý hoạt động của gai dài. Và tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tấn công khi gặp đối thủ sử dụng gai dài. Sau ngày hôm nay, sau video này thì tôi nghĩ các bạn sẽ không còn sợ gai dài và sẽ thích đánh với các đối thủ sử dụng gai dài. Thật sự khi gặp một đối thủ sử dụng gai dài, gai phản xoáy, bạn có thể chuẩn bị trước chiến thuật ở trong đầu, vì họ chỉ có một cách duy nhất là phản xoáy, xoáy của bạn đưa sang. Và khi bạn giao xoáy xuống thì khi gai đụng vào thì nó sẽ trở thành xoáy lên. Khuyết điểm của gai dài, gai phản xoáy là họ không thể tự chủ động biến hóa xoáy như mút được. Nên khi họ đỡ bóng sang thì bạn có thể xoay người và giật ở trên bóng điểm 2 giờ. Nên khi đánh với gai, bạn có một lợi thế là bạn không cần quan tâm tới động tác kỹ thuật của họ, vì mặc định là họ sẽ phản xoáy theo ý của bạn. Thì tương tự như vậy, khi bạn giao xoáy xuống qua, gai phản xoáy họ chạm vào, nó sẽ trở thành xoáy lên, và bạn có thể thực hiện cú xoay người và giật trái trên đầu bóng. Thì tương tự như vậy, khi bạn giao bóng xoáy lên thì khi đối thủ họ chạm gai phản xoáy vào thì bóng nó sẽ phản ngược lại thành xoáy xuống. Thì bạn có thể chuẩn bị là hạ bộ thấp xuống để dùng sức bật từ chân và xoay hông và giật tiếp xúc ở phần dưới bóng là điểm 4 giờ, sau đó bạn xoay lăn tròn trở lên. Tiếp theo xin mời các bạn hãy cùng tôi xem các bé học viên của tôi sau khi đã hiểu nguyên lý của gai dài thì các bé đã ứng dụng là giao bóng tấn công khi đối thủ gặp gai dài như thế nào nhé. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ cái cách mà tôi sử dụng khi gặp đối thủ sử dụng là gai dài, gai phản xoáy hoặc gai thủ trong thi đấu như thế nào. Đầu tiên tôi sẽ sử dụng một cái cú giao bóng là không có gì cả, là không có xoáy. Thì gai phản xoáy các bạn phải hiểu là gì? Bạn cho họ xoáy, họ mới phản được. Họ rất thích bạn cho xoáy. Nên chúng ta đánh không có gì thì đối thủ sẽ trả lại không có gì. Các bạn có thể là bắn trái, đấm trái hoặc các bạn là bạc, sử dụng cái kỹ thuật đập phải rất là dễ dàng. Cái chiến thuật thứ hai là các bạn có thể là sử dụng, tôi thường hay sử dụng cái quả là giao bóng chuỗi dài. Và thường những cái đối thủ đánh gai dài, tâm lý của họ là họ cố gắng họ sử dụng cái gai dài để họ đỡ giao bóng cái quả đầu tiên, nên họ sẽ không thủ ở cái vị trí sát góc, thường họ sẽ đứng thủ ở cái vị trí là gần với đường thẳng ở giữa bàn. Nên bạn có thể giao ở đây là đối thủ là họ khó cái phát triển được cái quả đấm gai ha, là họ với ra họ đỡ cái quả bóng đó, nó cũng sẽ không có chất lượng, các bạn dễ tấn công. Và cái thứ hai, các bạn giao ngay cùi chỏ là họ cũng không thể sử dụng gai để họ làm khó, họ đẩy nhanh bạn được. Thì chắc chắn bạn cũng có thể nhận được cái quả bóng dễ dàng, bạn có thể dễ dàng tấn công, hoặc thậm chí là đối thủ là họ là đợi giao bóng hư luôn.
Và tôi xin lưu ý cho các bạn là những cái điều mà không nên sử dụng khi các bạn gặp đối thủ họ dùng gai dài, gai phản xoáy. Đó là gì? Thứ nhất là bạn không nên là giao bóng có tính chất xoáy ngang. Bạn phải hiểu rằng là khi bạn giao xoáy ngang thuận chiều, khi họ phản lại thì nó sẽ ngược lại so với những gì mà bạn đã thi đấu, bạn đánh với mút. Cái quỹ đạo bóng nó cong nó sẽ khác so với bạn canh bình thường. Nên nếu như bạn chưa quen, bạn sử dụng, bạn rất là khó canh và rất là khó tấn công khi các bạn sử dụng, triển khai cái quả giao bóng xoáy ngang. Thì phần này tôi sẽ nói ở cái phần thứ hai. Và cái phần tiếp theo nữa là tôi khuyên các bạn là không nên tấn công, không nên tạo ma sát, tạo xoáy nhiều. Vì gai họ block, họ chặn được là họ nhờ xoáy của các bạn, họ nhờ lực của các bạn. Là các bạn càng tạo xoáy họ càng thích, họ sẽ phản ngược lại xoáy. Thì cái quả tiếp theo, quả thứ hai khi họ block thì nó sẽ cực kỳ nặng, dẫn đến là bạn rất là khó tấn công cái quả tiếp theo. Nên cái cách tốt nhất là khi các bạn có cơ hội tấn công, các bạn nên dùng cái quả giật đập hoặc là giật bạc luôn để tạo tốc độ nhanh, không cần xoáy nhiều, đối thủ cũng khó block gai hơn. Do thời gian huấn luyện dày đặc nên Tý Long có hồi âm các anh chị, các bạn chậm trễ, có sót tin nhắn thì xin các anh chị thông cảm và bỏ qua. Nếu hôm nay các anh chị, các bạn thấy clip có hữu ích thì xin các anh chị, các bạn hãy cho Tý Long một like và bấm subscribe để ủng hộ kênh của Tý Long ngày càng phát triển. Và nếu các anh chị cần tư vấn thêm về vợt bóng bàn hay bóng tập luyện hay các dụng cụ bóng bàn và các bài tập bóng bàn, xin hãy cứ viết comment và liên hệ với Tý Long qua số điện thoại. Xin chào tạm biệt các anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các anh chị, các bạn ở video tiếp theo.